Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Lần đầu điều chỉnh chứng đau đầu gối bằng tập chỉ liên tâm đã đỡ rất nhiều.9 khu tập thể Bách Khoa, năm nay là 87 tuổi. À, bác bị cái đầu gối này từ bao giờ? Bị có thể tới 3-4 năm nay. À, tức là nó trước kia nó không co được. À, bây giờ thì tương đối co. Thế sau khi bác được tác động bằng cái phương pháp thập chỉ liên tâm này thì bây giờ bác thấy thế nào? Đi lại tương đối là nó được dễ dàng hơn rồi. Rồi. Đứng lên ngồi xuống nó không đau lắm. Trước kia cứ đứng lên ngồi, ngồi này không ngồi. Thế bây giờ có thể ngồi được thế này. Rồi. Bác cảm thấy cái phương pháp này mới tác động một lần thôi, bác thấy cái hiệu quả của nó thế nào? Thì rõ ràng nó khá hơn rất nhiều rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.